Đừng bắt mắt ở cả nhà ha. Ngon quá. Rất là ngon. Những hạt nho nhai nghe rột rột, vừa đã tay, khẩu vị lại vừa ngon nữa. Hồi nãy đang trường rửa ba nước thì theo như mà đang trường ăn thì đang trường sẽ rửa bốn nước, là đang trường thích ăn nhạt. Ngon quá. Ở nhà Thiên Từ thích ăn món này hoài, một ngày cứ đòi ăn ba lần, tại vì nhai rột rột rất là ngon mà lại vừa mát cho cơ thể nữa, nhất là trẻ con. Thật sự là cả nhà biết là đang trường luôn luôn giữ gìn cái ngoại hình của mình từ những việc như là tập thể dục và đặc biệt nhất là ăn uống. Vì vậy khi mà đang trường ăn những món ăn gì, đang trường phải tìm hiểu thật là kỹ. Ngoài ngon ra thì chưa đủ đâu, phải có chất dinh dưỡng như thế nào để giúp cho cơ thể chúng ta hoàn thiện hơn. Thì cái món ăn này rất thích hợp cho gia đình chúng ta, tại vì nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Đối với lại trẻ con, giống như là con của đang trường á, thì rong nho nó chứa rất nhiều protein nè, canxi nè, DHA nè, axit nè và omega 3, sẽ giúp cho trẻ em tăng trưởng chiều cao, trí thông minh và rất tốt cho hệ tiêu hóa. Và đặc biệt nhất là có thành phần hoạt chất giống như là fucoidin, sẽ tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các loại virus, rất hợp cho món ăn gia đình trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Đối với phụ nữ thì trong rong nho này có thành phần là axit béo không no, cải thiện tính đàn hồi của da. Và đặc biệt có hai chất rất là quan trọng, đó là collagen và chất chống oxy hóa. Phải nói là đây là gọi là mỹ phẩm tự nhiên, phụ nữ nào cũng thích, sẽ giúp cho da căng bóng. Ngay cả bản thân đang trường là nam, đang trường ăn cái món ăn này vào cũng giúp cho đang trường có sự tươi trẻ cho tới ngày hôm nay. Còn đối với đang trường á, ngoài những lúc đang trường dùng cái món rong nho này trong bữa ăn ra, thì đang trường vẫn thích dùng món ăn này cho những lúc đang trường nghỉ ngơi thư giãn hoặc là ăn chơi. Tại vì món ăn này giúp cho đang trường cảm thấy rất là thoải mái nè, mát cơ thể nè, và giúp cho đang trường giống như là tràn trề sinh lực. Vì vậy khi đi đâu, đang trường cũng không quên mang theo cái món ăn này. Ngon quá cả nhà ơi, ngon quá. Đang trường xin bật mí rong nho Sabudo là hàng Việt Nam 100% thú vị. F99 với tên gọi rất là dễ nhớ, với phần thiết kế logo màu xanh, nhìn xanh và mát và rất là dễ chịu. Riêng phần này thì đang trường đã kết như điếu đổ rồi. Chính đơn vị này đã giúp cho bà con nông nghiệp chúng ta có đầu ra, xuất hàng đi được trong nước và cả ngoài nước nữa, thưa cả nhà. Theo đang trường biết thì rong nho Sabudo đã trải qua quy trình 8 bước khắt khe để đạt tiêu chuẩn HACCP để chúng ta có thể xuất khẩu sang Mỹ và các nước châu Âu. Chính vì vậy, sản phẩm này rất là an toàn và đang trường đã tin dùng cho tới bây giờ. Mọi chi tiết thì cả nhà có thể liên lạc bằng đường link ở dưới nha. Hồi nãy giờ rất nhiều bạn đã hỏi đang trường, bây giờ xin phép cho đang trường dùng bữa thôi. Chọn rong nho Sabudo là chúng ta chọn sức khỏe. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.